Vâng, xin kính chào các bạn trên màn hình. Tình huống phù hợp đã bạn. Rất thương. Sau hai lượt đấu thì thủ môn của VNC vẫn là thủ môn duy nhất chưa để lọt lưới bàn nào, vẫn giữ sạch lưới. Họ là rất chắc chắn, không hay mà cũng rất giỏi. Đó là một yếu tố làm nên VNFC một đội rất mạnh. Bình Dương. Riêng vừa vào ý rằng VNFC đã triển khai luôn đường tấn công nhắm thẳng vào phía trung lộ và đội bóng cao là một lợi thế của anh. Rất nguy hiểm. Đến ngôi vô địch đã chính thức khép lại với đội bóng Thủ Thiêm tiếp tục trong sân. Rất hợp lý.
Bắt đầu. Chuyển bóng cho thế gì? Bóng đã đi ra ngoài vạch. Bóng đã được vào phút thi đấu chính thức cuối cùng.